trên bàn của mình đây là những cái mẫu iPhone 16 Pro Max. Nếu như các bạn coi video này thì khoảng chừng 1 hoặc là 2 ngày nữa thôi là phiên bản chính hãng VNA đã được bán rồi, với mức giá vô cùng ok la luôn. Nếu như cách đây 1 tuần các bạn mua những cái mẫu máy này thì cái mức giá nó rơi vào khoảng trên tới mấy triệu bạc lận. Bây giờ thì các bạn đã có một cái máy rất là ok rồi ha. Thì hôm nay mình đã được mượn được những cái máy iPhone 16 Pro Max, những cái màu hot, nhiều dung lượng khác nhau để có thể chia sẻ với các bạn những cái điểm hay và những điểm dở trên con máy này và ai là người thật sự nên nâng cấp lên iPhone 16 Pro Max. Rồi, cùng coi video thôi. Rồi, thì các bạn có thể mua cái mẫu iPhone 16 Pro Max sớm với mức giá ok là nhất, chính sách bảo hành ok tại Di Động Mỹ. Mình để đường link bên dưới cho các bạn cùng tham khảo nha. Như bạn cũng thấy thì trên bàn của mình đây là bốn máy, nhưng thực sự chỉ có hai màu hot thôi. Đó chính là màu Natural Titanium, là màu tự nhiên. Và cái màu đang được ưa chuộng nhất đó chính là màu sa mạc. Thì mình sẽ mở ngay cái mẫu màu sa mạc này ra xem coi nó có sự khác biệt gì không ha. Rồi thì các bạn cũng thấy thì trong hộp chung vẫn là một cái phong cách bảo vệ môi trường ha. Chúng ta sẽ chỉ có một dây sạc Type-C và vào cái khe quay giọt SIM hết rồi. Và đây chính là cái phiên bản màu hot. Rồi như các bạn thấy thì đây chính là cái màu Desert Titanium, dịch ra tiếng Việt là màu sa mạc. Thì có thể nói khi ban đầu mình nhìn vô cái màu này mình thấy nó hơi lạ so với những cái hình render mà mình thấy, ngay cả cái hình Apple mà đưa ra trên website của họ luôn, thì cái màu sa mạc của họ đậm hơn khá là nhiều và nó chuyển qua một cái tông là nó hơi nâu. Nhưng mà khi mà nhìn thực tế, mình không biết là các bạn nhìn trên cái camera của mình như thế nào, nhưng mà rõ ràng đó là cái màu này mình thấy nó rất là nhạt và nó mang một cái hơi hướng giống như là cái màu vàng gold nhẹ của những mẫu iPhone ngày trước vậy đó. Để dễ dàng so sánh cho các bạn thì ở đây mình có một chiếc iPhone 13 Pro Max ha. Thì cái phiên bản này cũng là phiên bản màu gold, nó không gọi là màu sa mạc đâu, nhưng mà khi mà đặt cái hai cái kế bên nè, đó, thì đúng thật sự là nó có sự khác biệt. Bên đây nó hơi nâu nhẹ một chút xíu, nhưng mà nhìn từ xa thì hai máy cái độ nhận diện nó không quá là khác biệt. Nhìn xa nó vẫn, nếu mà một người bình thường mà không biết đi thì họ nhìn vô họ sẽ cũng nói à thì ra đây là máy màu gold thôi, chứ không phải là đây là màu sa mạc hay gì hết. Đó, thì đây là một cái điểm các bạn cần cân nhắc ha. Thì ở đây mình sẽ mở thêm một cái con nữa là màu Natural Titanium. Thì đây là cái màu các bạn đã từng thấy trên cái mẫu iPhone 15 Pro Max rồi. Khi mà so sánh với cái màu sa mạc mới, đây mình sẽ cho các bạn coi luôn cận cảnh hai con. Thì việc là cái màu nào đẹp hơn thì như mình nói trong tất cả những cái video review của mình đó, là đẹp hay xấu là do cái gu thẩm mỹ của các bạn. Nếu mà xét bản thân mình nha, thì mình vẫn thích cái màu tự nhiên của cái con iPhone 16 Pro Max này hơn, bởi vì nhìn nó nam tính, nó lịch lãm hơn. Còn cái màu sa mạc này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà thích phong thủy. Cái thứ hai là hội chị em phụ nữ thì sẽ thích màu này. Còn riêng mình thì cái màu Natural Titanium này vẫn là một cái màu đúng ý mình. Và một cái nữa nha, khá là lạ. Năm nay cái màu Natural Titanium lại là màu rẻ nhất so với những cái màu khác của trên con iPhone 16 Pro Max. Ngược với năm ngoái thì màu này là màu hot, mùa không bao giờ có, phải chừng 1-2 tháng sau thì mới có nhiều hàng để bán ha. Còn bây giờ thì quá trời luôn, màu này thì lại trở thành màu hiếm. Thì cái này là tùy gu của các bạn thôi ha. Nếu như các bạn nào mà năm ngoái đã xài con iPhone 15 Pro Max rồi đó, thì khi mà cầm con 16 Pro Max này thì các bạn gần như là 90% mang lại một cái trải nghiệm tương tự, từ cái cảm giác cầm nắm cho tới cảm giác sử dụng ha, và nhìn từ mặt sau. Và nếu như các bạn mà xài cái màu Natural thì gần như là như đúc luôn. Còn màu này thì sẽ có hơi hướng một sự khác biệt một tí xíu. Năm nay thì có một cái sự thay đổi rất là lớn ở mặt trước, nhưng mà mình nghĩ sẽ không nhiều người nhận ra. Đó chính là cái việc kích thước màn hình của con iPhone 16 Pro Max này nó đã lớn hơn 0.2 inch so với thế hệ tiền nhiệm, cụ thể là 6.9 inch. Trên con 15 Pro Max chỉ là 6.7 inch thôi. Nhưng mà như mình có nói lúc nãy, các bạn sẽ khi mà các bạn cầm, các bạn sẽ không cảm nhận được đây là một cái máy có một cái màn hình lớn hơn đâu. Bởi vì Apple đã thu hẹp cái viền màn hình này đi đáng kể luôn so với phiên bản tiền nhiệm. Chính vì vậy, tuy là nó tăng 0.2 inch về mặt kích thước, nhưng về tổng thể, về cái form thì nó vẫn tương tự như vậy. Đó, cho nên đó là các bạn sẽ có một cái màn hình nó bự hơn, nó nhìn nó sexy hơn. Và khi rõ ràng luôn, bạn nào mà xài 15 Pro Max thì cũng đã thấy được cái sự nhỏ gọn của nó rồi. Nhưng mà khi mà đặt cạnh một con iPhone đời trước nữa đi, cụ thể là con iPhone 13 Pro Max ở đây đi, thì các bạn sẽ thấy là cái viền trên con iPhone 13 Pro Max này nó dày hơn đáng kể. Mặc dù nha, khi mà đặt riêng con iPhone 13 Pro Max này ra thì nó vẫn là một cái máy có màn hình mỏng rồi. So với thế giới Android thì iPhone
iPhone 13 Pro Max nó vẫn là một hoàn hình ô rất là mỏng luôn. Nhưng mà khi mà đặt với đàn em 16 Pro Max thì có thể nói bên đây nó quá là dày luôn ha. Đó thì đây là cũng là một cái cải tiến của Apple giúp cho cái trải nghiệm về cái thị giác nó ok hơn. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mình chưa có bị, nhưng mà mình có đọc trên những cái diễn đàn bên nước ngoài á thì có vẻ như cái viền màn hình mỏng này á nó sẽ làm cho cái việc gọi là chạm nhầm cảm ứng nó có thể xảy ra nhiều hơn là trên những cái mẫu iPhone đời cũ. Thì cái này cần một khoảng thời gian trải nghiệm, mà bạn nào đã bị rồi thì có thể comment bên dưới cho mình biết ha. Còn lại thì tất cả những cái thành phần thông số của trên con 16 Pro Max này nó vẫn tốt. Như con 15 Pro Max, chúng ta có một cái màn hình OLED màu rất là đẹp. Thứ hai là ProMotion 120Hz và độ phân giải màn hình đạt chuẩn Retina. Nhìn vô là không thấy điểm ảnh, rất là sắc nét ha. Cái này thì một cái không cần phải bàn quá là nhiều ở trên con 16 Pro Max. Và một cái điểm nữa là năm nay độ sáng màn hình cũng được cải thiện. Khi mà các bạn mà thấy mình đang ngồi trong phòng studio mở cái độ sáng màn hình chỉ có như đây thôi nhưng mà đã rất là sáng rồi. Thì khi mà mình có cầm cái máy này mình ra cà phê mình ngồi mình trải nghiệm thử đó thì cái màn hình nó vẫn rất là ok. Nhìn rõ ràng và hoàn toàn không có hiện tượng gọi là bị mờ hay bị gì hết. Cho nên là bạn nào mà yêu thích chụp hình thì có thể thích cái điều này, chụp hình ngoài trời sẽ không bị lóa. Nói về cái điểm thay đổi tiếp theo ở trên con iPhone 16 Pro Max và cũng mình nghĩ cũng là điều thị phi nhất ha, đó chính là cái nút camera action này. Dịch nôm na ra nó là một cái nút chụp hình. Cái nút chụp hình này nó sẽ giống như là cái nút mà các bạn mà hay xài ở trên những cái máy ảnh du lịch hồi xưa đó. Chúng ta sẽ nhấn chụp nè, đó, nhấn một phát là chụp và giữ lâu để có thể zoom ra zoom vô. Thì đây chính là hai cái điểm mà các bạn có thể ứng dụng nhanh ở trên cái con iPhone 16 Pro Max này. Thực sự iPhone không phải là hãng đầu tiên làm cái nút chụp hình này. Nếu như các bạn nào mà xài Sony từ trước đến nay hoặc là những cái máy hồi cách đây 10 năm đó thì cái nút này nó được hiện diện rất là nhiều ha. Năm nay thì Apple vừa tích hợp là nút nhấn và nút vuốt luôn. Và hỏi bản thân mình là mình có thích cái nút này hay không thì xin thưa các bạn là ở thời điểm hiện tại mình không thích cái nút này chút nào. Không biết là trong tương lai Apple họ có cập nhật thêm những cái tính năng mới trên đây hay không, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là gần như mình không sử dụng tới nó luôn. Bây giờ mình sẽ nói về từng cái nha. Cái đầu tiên đó chính là việc nhấn chụp. Đó, việc nhấn vô chụp như vậy thì nó sẽ giúp cho các bạn giữ vậy và bạn chụp thì nó cũng ok ha. Nhưng mà Apple lại quên mất rằng họ là một hãng nghiên cứu về cái hành vi người dùng top 1 hiện nay trên điện thoại. Họ đã làm ra một cái phần mềm chụp ảnh nó quá là tiện lợi rồi và người dùng đã quen rồi. Bây giờ nhấn vô cái phần mềm như vậy nè, so với cái việc là các bạn nhấn này chụp liền. Đó, cái thao tác quen thuộc từ cái ngón cái này, chụp liền. Thì so với cái việc là các bạn phải rưới tay lên đây để các bạn nhấn chụp hình như vậy á, thì cái nào nó nhanh hơn, cái nào nó tiện hơn? Rõ ràng là cái nút này rồi các bạn. Chứ mà với lại như vậy á, thì nó lại ấy nữa. Và một cái nữa nha, đây là cái đốt ngón tay của mình. Đây là cái đốt ngón tay của mình nha. Nếu như mà mình cầm cái kiểu giống như mình chụp hình như vậy nè, như vậy nè, các bạn thấy cái thao tác của mình không? Thì cái nút chụp hình nó nên nằm ở khúc này đó, cái khúc ngay đây nè. Thì cái việc nhấn chụp của mình á, nó sẽ gọi là đúng, gọi là natural, tự nhiên theo cái bản năng của mình là nhấn chụp vậy thì nó ok. Nhưng không, cái nút này nó lại nằm xích vô bên trong chút xíu. Và vậy, chính vì vậy khi mà mình muốn nhấn chụp á, thì mình phải để tay vô vậy. Nó hoàn toàn khó chịu với mình, mất tới hai đốt ngón tay của mình và mình hoàn toàn không hề cảm thấy thích chút này chút nào. Hoặc là nếu như không thì mình phải cầm như vậy, mình chụp. Đó, cái này thì nó còn kỳ hơn nữa, cầm nó không vững tay hoặc nhiều khi cầm như vậy xong các kiểu rồi bị rớt máy hay sao đó thì mình không chắc nha. Nhưng mà rõ ràng là khi mà cảm giác cầm như vậy cái việc mà nhấn chụp trên đây á thì cái việc nhấn cái này nó ok la hơn. Đó, thấy không? Mình sẽ nói cái trường hợp gọi là mình cầm dọc thì nó như thế nào. Thì cầm dọc nó cũng mang theo một cái cảm giác tương tự luôn, là mình phải dùng cái ngón tay dưới của mình để mình nhấn, mình chụp. Đó, chứ không thể nào gọi là cái cảm giác gọi là bấm tự nhiên bằng cái nút này được. Cho nên nếu như mà cầm dọc thì cái phím chụp hình này mà nó nằm ở trên đây nè, ngay chỗ này nè, thì nó sẽ ok là hơn rất là nhiều. Theo mình nghĩ nha, cái này không biết là có đúng hay không, nhưng mà mình nghĩ năm sau á, nếu mà Apple làm được mình tích hợp đại cái nút này vô cái nút nguồn luôn các bạn, vuốt chạm trên đây luôn thì nó sẽ ok hơn. Chứ mà nó nằm riêng như vậy thì mình thấy dù cầm dọc hay cầm ngang nó cũng bất tiện. Rồi bây giờ nói tới cái vấn đề thứ hai mà Apple quảng cáo rất là nhiều ở cái nút này, đó chính là slide để gọi là zoom. Đó, các bạn thấy không? Khi mà nhìn những cái video quảng cáo á thì mình thấy nó ok, nhưng mà khi mình trải nghiệm thì cảm giác nó không hề ok chút nào. Cái nhất là cái phần diện tích của cái nút này nó khá là ngắn. Chính vì vậy khi mà mình đặt ở đây nè và mình kéo một dòng như vậy á thì nó chỉ đi được một cái hành trình là từ 1x cho tới 1.x, 1.9x hoặc là 2x là cao nhất rồi. Và khi mình muốn zoom ra nữa thì mình phải vuốt rất là nhiều lần như vậy. Đó, các bạn thấy mình không? Thấy mình vuốt như vậy không?
Đó, nó rất là mất thời gian và nó hoàn toàn không tiện chút nào. Ngược lại, phần mềm của Apple từ đó đến giờ làm như thế nào? Mình nói cho bạn nghe luôn nè. Đó, một, các bạn thấy cái kiểu nào nó mượt hơn? Rồi, các bạn không thích kiểu này đúng không? Các bạn vậy. Đó, thì so với cái việc mà xài cái phím ở trên thì rõ ràng những cái thao tác trên màn hình cảm ứng của iPhone nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Rồi, nói đi thì cũng phải nói lại, nãy giờ mình chê về cái thao tác ở trên cái nút này, nhưng mà phải nói camera trên iPhone 16 Pro Max vẫn là một cái gì đó nó rất là xịn sò trong thế giới smartphone. Cái năm nay thì ngoài cái việc cảm biến chính là 48 megapixel được giữ thì cái cảm biến góc siêu rộng thì cũng đã được nâng cấp lên 48 megapixel luôn rồi, chứ không còn là 12MP nữa. Chính vì vậy, nói chung nếu như bạn nào mà thích yêu thích góc siêu rộng 0.5x thì năm nay vẫn có thể tự tin là chất lượng hình ảnh của góc 0.5x và góc 1x nó sẽ tương tự nhau, bởi vì cùng số chấm và cái thuật toán nó cũng như nhau. Ngoài ra, cái việc tăng số chấm là tăng chất lượng của sensor thì cái việc chụp đêm trên con iPhone 16 Pro Max này nó cũng ok la hơn rất là nhiều. Nó vẫn mang lại một cái chi tiết tốt và màu sắc nó ok la và ngon lành. Nói chung là khi các bạn mua con iPhone 16 Pro Max này về thì các bạn chụp gì cũng được hết. Hậu kỳ thêm chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng chụp hình không phải là cái điểm mà mình muốn nói nhiều nhất trên cái máy này, mà đó chính là quay video. Quay video ở trên iPhone vẫn luôn luôn đứng top smartphone từ đó đến nay, bởi vì chống rung tốt, không bị dựng khung hình, không bị ABC IIS gì cả. Nhưng năm nay còn một cái nó hay ho hơn để mình demo cho các bạn coi. Các bạn thấy không? Đây là 4K 30 frame. Đây là 4K 60 frame chúng ta đã gặp rồi, nhưng đây là 4K 120 frame các bạn. Các bạn không nghe lầm đâu, trên một cái điện thoại nhỏ gọn như vậy mà chúng ta đã có quay 4K 120 frame và có thể nhanh chóng đổi từ góc 1x qua góc 2x cực kỳ mượt mà luôn. Cái việc mà có 120 frame nó có tác dụng như thế nào thì các bạn biết đó, thì trên YouTube thì chúng ta chỉ coi được 60 frame mà thôi. Cho nên cái việc mà khi các bạn mà quay 120 frame, sau đó các bạn slow motion lại về 60 frame thì các bạn sẽ có một cái thước phim hơi hướng nó cinematic hơn, nó mang lại nhiều cảm xúc hơn. Cho nên mình nghĩ cái chế độ này sẽ phù hợp với những bạn mà làm content creator, muốn những cái thước phim của mình nó sống động hơn, nó ok la hơn, thì mình nghĩ đây là nó một cái chế độ cực kỳ tuyệt vời trên con iPhone 16 Pro Max và các bạn sẽ mua ngay luôn, bởi vì trên iPhone 15 Pro Max cũng không thể nào có được. iPhone 16 Pro Max vẫn là một cái máy mới cho nên vẫn còn rất là nhiều những cái bản cập nhật trong tương lai để tối ưu ha. Thì mình thấy cái máy này mình mới xài tí xíu thôi mà nó đã hơi ấm rồi. Hy vọng là trong những cái bản cập nhật tiếp theo thì nó sẽ cải thiện cái phần nhiệt độ, thì nó quá tuyệt vời, không còn gì phải bàn nữa. Vậy thì iPhone 16 Pro Max có đáng mua hay không? Thì câu trả lời của mình sẽ tùy nha các bạn. Nếu như các bạn là người đang sở hữu iPhone 15 Pro Max rồi và không có nhu cầu quay video 4K 120 frame thì mình nghĩ iPhone 15 Pro Max vẫn là một sự lựa chọn tốt cho các bạn trong vòng từ 2 cho tới 3 năm tiếp theo, bởi vì nó vẫn rất mạnh, nó vẫn rất đẹp, nó vẫn có khung titan, nó nói chung là gần như là toàn bộ như là con iPhone 16 Pro Max này thôi, chỉ là cái màn hình nó bé hơn một tí nhưng mà cái mức giá nó ok và ngon lành hơn. Còn nếu như những bạn nào mà đang xài những cái mẫu iPhone mà đời trước vẫn còn tay thỏ, chẳng hạn như là con iPhone 13 Pro Max ở đây đi, thì các bạn lên iPhone 16 Pro Max là một điều rất là ok luôn. Bởi vì sao? Thứ nhất, khung titan nó nhẹ hơn hẳn luôn. Mình cầm cái khung thép này vô cùng nặng nha các bạn. Màn hình này lớn hơn nhưng mà cầm con này nó nặng hơn hẳn con này luôn. Thứ hai, chip mạnh hơn. Thứ ba, không còn tay thỏ nữa, thay vào đó là Dynamic Island và rất là nhiều những cái tính năng hay ho ở trên con iPhone 16 Pro Max này. Đó, cho nên những bạn nào mà đang xài những cái mẫu mà từ 13 Pro Max trở về trước thì các bạn có thể cân nhắc lên ha.